Thưa quý vị, sáng nay ngày 13 tháng 11, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang triệu tập kỳ họp thứ 24, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Lê Chân Nưng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết và Đinh Thị Việt Quỳnh chủ tọa kỳ họp. Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Chân Mừng tham dự kỳ họp. Tại kỳ họp, các đại biểu nghe trình bày các tờ trình thảo luận, tiến hành bỏ phiếu, kiểm phiếu, công bố kết quả và thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Ngô Công Thức, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải. Bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trịnh Tuấn Ngọc, Giám đốc Sở Tư pháp. Bầu chức vụ Phó Trưởng ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Ngọc Bầu, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Chợ Mới, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa 10, đơn vị bầu cử số 16 huyện Chợ Mới. Đồng thời, miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Cao Thanh Sơn, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp đã nghỉ hưu. Kỳ họp cũng cho ý kiến thông qua nhiều nghị quyết về lĩnh vực kinh tế, ngân sách, văn hóa xã hội, pháp chế. Cụ thể, nghị quyết bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2024, nguồn vốn ngân sách địa phương, điều chỉnh nghị quyết về tổng mức dây, kế hoạch dây, trả nợ của ngân sách tỉnh năm 2024, bổ sung dự toán thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trong năm, hủy bỏ danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2021, ban hành kèm theo nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, bãi bỏ nghị quyết 28/2007/NQ-HĐND ngày 7 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức thu đóng góp chi phí của người nghiện ma túy tự nguyện vào trung tâm để cai nghiện, chữa bệnh. Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu An Giang đến năm 2045, quy định thu nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan tại khu du lịch quốc gia núi Sam, việc đặt đổi tên đường trên địa bàn thành phố Long Xuyên và thị xã Tân Châu, danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Lê Chân Nưng nhấn mạnh, các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này đã bám sát định hướng của tỉnh ủy, quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu trong công tác chỉ đạo điều hành Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang đề nghị ngay sau kỳ họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao, tập trung triển khai thực hiện, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra để kịp thời phát hiện khắc phục những hạn chế khó khăn trong quá trình thực hiện, bảo đảm sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả cao nhất. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Lê Chân Nưng chúc mừng các đồng chí vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh tín nhiệm bầu giữ các chức vụ thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh và mong rằng với cương vị mới, các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, kinh nghiệm, năng lực lãnh đạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.